đà điểu giáo phối đấy, con đực nó cứ thế thôi, con mái nằm xuống. Con nào ăn được, một ô là 10 con thì nó tỷ lệ đực của nó như thế, nó đã quen nhau rồi, nó không đánh nhau đấy. Cái chim của nó đấy, thấy chưa? Vâng, nó hăng lên thì nó vẫn chịu hết. Quý vị và các bạn thân mến, trên màn ảnh nhỏ các bạn là cái hình ảnh là cái bộ phận sinh dục của chú đà điểu trống đã được 8 năm. Về cơ bản thì các bạn có thể hiểu là con đà điểu nó thuộc họ lông vũ gia cầm, và cái sinh lý của nó thì rất là khỏe. Có một cái điều là cái thịt đà điểu đối với nhiều người thì cũng còn là mới lạ ở những cái vùng miền khác, nhưng với quê hương Ba Vì của chúng tôi thì cái thịt đà điểu nó lại trở thành một cái sản phẩm được ăn hàng ngày, như là những cái thịt gà. Nếu như chúng ta cái giá thịt một cân đà điểu thì nó rơi vào khoảng 240.000 đấy. Thì với cái bộ bộ cà và bộ sinh dục của chú đà điểu này thì các bạn có thể ăn, hoặc là các bạn có thể là ngâm ngâm rượu. Có một cái câu chuyện vui như thế này các bạn ạ. Có trước thì có một vài trường hợp là các bạn bán sang bên 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 nước Lào, và có một cái lượng người người ta đổ xô mua cái bộ ấm chén của con đà điểu trống rất là nhiều. Mình cũng không biết, nhưng mà là ở cơ quan thì có một vài người quen biết thì cũng bán rất đắt, bán 2-3 triệu một bộ. Đấy. Thì sau đó thì thấy một số anh em trong cái bộ phận mổ thì có đặt lại và ngâm. Thế thì qua một cái mối quan hệ thì cái người ngâm nó đã tặng cho một cái người bạn có một 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 chai rượu.